Dạ, bên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay xin trân trọng kính chào quý bà con xe gần, quý vị và các bạn. Bây giờ thì mình đang ở trên trục đường quốc lộ 49, tức là đường về biển Thuận An, nối dài đường Phạm Văn Đồng. Thưa bà con, quý vị và các bạn, đoạn này đi qua làng Lưu Khánh, chúng ta thấy bên kia có hai ngôi nhà thờ, nhiều cờ hoa rực rỡ. Đang có cây công việc gì, xin mời bà con chúng ta cùng vào thăm chứng kiến và xem cái truyền thống hoạt động hôm nay của làng của họ như thế nào. Cái đầu có đâu kia? Dạ, con chào chú. Đâu chú im à? Dạ, chú khỏe hả? Dạ, chào anh. Ôi trời, lâu ngày rồi ấy. Về tìm cái nhạc cá Huế nữa, tìm mài cũng thấy hay, giống như anh mở nó đây. Cái mô đưa cái này cho anh. Dạ, dạ rồi. Quá thôi. Dạ, sáng qua là quá thôi. Dạ thưa bà con, được khung màn hình của chúng ta là nhà thờ họ Nguyễn ở làng Lưu Khánh. Bên thầy dường như là vừa mới tu sửa xong hay sao mà cái màu sắc rất là đẹp. Dạ chào thím. Dạ khỏe thím ha. Trời động người hết. Chà, một cái thau đài thau luôn thì ra. Dạ chào hai anh. Dạ hôm nay kiểu giống như lễ tạ hả? Mình vừa sửa các nhà thờ xong đúng không? Đã trung tu lại ạ. À dạ. Lễ tạ đó. Sau quá trình trung tu xong. À đây là chuẩn bị cái món chi rõ ha. Chào. À chào ha. Cái nồi nước lèo. Cái này dùng món chi gì ha? Ăn xôi, nước lèo ăn với xôi. Ồ đây cái nồi xôi. Nhìn cũng thơm lắm. Nhiều bà con, đặc biệt là những người cao niên trong họ đang làm. Chào bác. Chào bác đi lần hai cái gầy luôn. Một cái lối xóm đi giữa hai nhà thờ. Bên kia là nhà thờ họ Nguyễn của làng, bên này là Nguyễn Đăng. Trong lúc chuẩn bị chứng kiến cái lễ kiểu như là khánh thành sau thời gian tu sửa nhà thờ, bà con thường gọi là tà đấy, thì bên này xin mời bà con quý vị và các bạn chúng ta đi ngắm cảnh một cái xóm nhỏ ở làng Lưu Khánh, được kẹp giữa hai ngôi nhà thờ chúng ta vừa xem. Sửa máy tính, lắp đặt camera. Cái lỗi này đi ra phía ngoài kia xa xa bên thấy cái thảm xanh rất là rộng, đó chính là đồng ruộng lúa của bà con. Nhà cửa của bà con. Ở đây có cái nhà cũng rất là đẹp, sáng, trên một cái vườn khá là rộng. Sau này có một cái đường đi ngang nữa, dọc theo cái đường quốc lộ 49, quay về hướng này ra cánh đồng ngắm ruộng ngắm lúa như thế nào bà con. Ở ngoài này bên thấy bà con trồng dưa. Đây là cả cái luống dưa hấu, dưa gang. Xa xa kia là cả cây lưỡi che nắng cho cả cây cây gì của bà con chúng ta đến xem. Đây là cả cây luống hoa cúc. Hoa cúc này chủ yếu bà con trồng để phục vụ các cái lễ cúng tế, chứ bây giờ chưa phải để bán Tết. Thì ra bà con ở làng Lưu Khánh cũng trồng nhiều cái loài hoa phục vụ cả cái nghi lễ của các gia đình cũng như là của cộng đồng. Bác bấm chi rồi bác? Bấm cỏ. À bấm thuộc diệt cỏ hả? Bấm sau mấy ngày là nó hết cỏ. Cỡ vài ngày thôi. Dạ, cỡ 5-7 ngày bạn thấy. Thằng chạy chắc không việc được, chạy khô đúng không? À, thằng chạy khô cấy thôi. Ờ, thì ra là coi như cả cái lưỡi này bà con
che cả cái luống hoa cúc. Vì Huế nắng quá, nếu mà cái nắng này mà chiếu thẳng lên cả cái cây hoa thì nó sẽ bị héo khô. Cho nên chỉ bà con dùng cái giải pháp như chúng ta thấy. Bên này là cả cây luống hoa bà con vừa trồng, vừa dâm xong. Xa xa kia là đồng ruộng. Và đặc biệt là chúng ta thấy có một cái con đường đang làm nối từ gần cây trục đường quốc lộ 49 tương lai, tức là cái đường Võ Văn Kiệt nối thẳng gần gần cái khu vực diễn trường bà con lên theo cái hướng tây này, đổ nối với gần cuối đường Phạm Văn Đồng. Sau này chúng ta sẽ đi biển từ chợ cống, từ cầu Vị Già đi về biển thẳng tắp, rất là nhanh, không phải đi theo cái đường mà đi qua quốc lộ 49, đi qua cái đường làng Lưu Khẩn trước đây nữa. Tức là cái đường mà chúng ta đi bây giờ thì nó dọc sông Phổ Lợi, đi qua chợ Nò đấy. Bây giờ sau khi ngắm lọ ngắm đồng xin mời bà con chúng ta đi vào lại xem cái lễ gọi là tạ của bà con họ Nguyễn ở làng Lưu Khánh. Mình không gọi là tiến tường, nhưng mà ví dụ như chẳng hạn như cái lễ này cái ông nói mời con cháu họp đi, con quyết là không con đi thông báo được, mình ôn ý kiến gì đúng lắm. Nguyên tắc ngày hôm qua là con cháu phải tập trung để mà thổi bực nhang vì bùng ba hoa quả đấy. Con phải ôn ý kiến thì con không phải chứ gọi là mắm tôm, tôm chua. Tôm chua. Tôm chua. Thank you.
Mời mời con tàu vô đóng 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 đi. Đừng vô đây. À, kính thưa con tàu trong gia tộc. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 năm Quý Mão. Gia tộc chúng ta nguyện đại tôn tu sửa sơn sửa lại nhà thờ họ Nguyễn đại tôn. Do đó hôm nay hoàn tất, con cháu tập trung đông đủ để làm lễ an vị của tiên tổ gia tộc Nguyễn chúng ta. Cũng không quên rằng uống nước nhớ nguồn. Do đó con cháu Nguyễn đại tôn chúng ta qua quá trình trùng tu tiền đàn năm 2007 đến nay là trên 15 năm. Do đó hôm nay mới có dịp tu sửa sơn sửa tạo dựng lại một cái nhà thờ Nguyễn đại tôn chúng ta được khang trang, cũng nhờ con cháu xa gần đóng góp công sức và tiền của. Trước hết con xin đại diện cho gia tộc Nguyễn đại tôn kính gửi lời chúc gia đình ông Nguyễn Đăng Nam tại Mỹ cũng giống như các em, từ khi con về Việt Nam có liên hệ với chú đã tạo điều kiện gửi một số tiền, trong đó trích ra 1.000 đô để sơn quẹt lại cả nhà thờ. Vì do công trình hơi nhiều nên không đủ, do đó con cháu vận động có trách nhiệm đối với tổ tiên ông bà đã đóng góp thêm một số phần không nhỏ, đến ngày hôm nay đã hoàn tất và hoàn tạ. Cháu thính thay mặt cho gia tộc gửi lời cầu nguyện cho chủ thím cho được 100 năm vững mạnh và các em ở xa tại Mỹ quốc trong cuộc sống được bình an, trong cuộc sinh hoạt hàng ngày, và các cháu cho được nhiều dẻo sức khỏe, cũng giống như con cháu tại địa phương nội ngoại xa gần của con cháu Nguyễn đại tôn chúng ta càng ngày càng được sức khỏe và vạn sự được bình an. Trước khi dứt lời, xin cầu chúc con cháu và nội ngoại xa gần bình an và sức khỏe. Xin hết lời. Cái tô chảo nó ngon ha. Chảo heo. Dạ. Họ đạo diện đây này. Đạo diện Kim chị đó, chị đào cả cái chương trình gọi là ẩm thực. Dạ. Cảm ơn. Rồi. Dạ. Rồi.
Rồi, Năng Ly cảm ơn ông quá. Phù hộ. Dạ. Rồi, chúc bà con dạ. Mọi sự tốt đẹp như ý. Dạ. Thưa thần Dương Huệ, mời con cháu Năng Ly. Dạ. Chúc mừng sự hoàn hoan này. Dạ. 2 3 vô. Là thưa thần Dương Huệ á. Dạ, trời chủ đi còn câu hay ghê. Chào bà con, thấy bây giờ ngon chưa? Mắm tôm này, rồi là chi nữa, thịt bò tái này, heo quay này, bia này, rồi lòng này, thịt gà bọp này, chảo nữa, nhiều món, quá ngon luôn, xôi. Ông ơi, vô hết. Dạ, kính thưa bà con, như vậy thì hôm nay chúng ta chứng kiến một cây lễ gọi là lễ tạ sau khi đã làm xong nhà thờ nguyện ở làng Lũ Khánh cũng như là bên kia nguyện Đăng. Mình rất là vui được tham dự chứng kiến cái nghi thức, nghi lễ truyền thống của bà con ở Lũ Khánh cũng như là ở Huế. Cũng xin cảm ơn bà con, quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với mình chúng ta về thăm quê hương, chứng kiến cái cảnh sum họp của cả họ, một số người đại diện trong họ. Cái không khí thật là đầm ấm, kết nối yêu thương, được sự yêu thương ủng hộ từ bà con ở phương xa cũng như là bà con ở quê hương. Công việc đã hoàn thành, hoan hỷ thành công cuộc đời. Xin cảm ơn chú và cô Ly, người hồi hương từ Mỹ về, họ khởi công trong cái việc tu sửa rất là quan trọng, cũng như là luôn luôn ủng hộ kênh YouTube Việt Nam Ngày Nay của mình, bà con phương xa, xa cơ. Kính chúc bà con một sự tốt lành, quý vị khán giả một sự như ý. Hẹn gặp lại bà con, quý vị ở các video tiếp theo. Trân trọng.